Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin tài chính kinh doanh trưa. Còn trên thị trường hàng hóa thì giá các mặt hàng trong nhóm nông sản giao dịch trên sàn Chicago đã có một cái phiên giao dịch tích cực. Cụ thể theo Sở Dịch Hàng Hóa Việt Nam thì ngô, đậu tương và lúa mì kỳ hạn tháng 5 năm 2020 đều tăng trên dưới 1% trong phiên ngày hôm qua. Hiện thì giá giao dịch của ngô là gần 3.500.000 đồng một tấn, của đậu tương là gần 7.500.000 đồng một tấn và của lúa mì là hơn 4.700.000 đồng một tấn.